Yến xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Tiếp tục những món bánh cho mùa trung thu năm nay thì Yến chia sẻ công thức bánh chao Hồng Kông hay là bánh chả Hồng Kông cũng được. Với công thức này thì vỏ bánh giòn và giòn tan luôn, rất là ngon. Mình có thể dùng vỏ bánh này để mình làm bánh chả nè, hoặc là mình làm vỏ bánh trung thu giòn. Về phần nhân thì mình làm sao để cho cái nhân thiệt là dẻo và thơm. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh chao Hồng Kông này với Diễm nha. Mình đi làm nhân bánh trước thì bánh chao không thể nào thiếu chao được. Ở đây Diễm có 40g chao đỏ. Chao đỏ Diễm dùng hiệu này và mình mua ở tiệm Việt là có nha. Lưu ý là mình dùng chao đỏ chứ không phải là chao trắng. Chao trắng thì cái mùi vị nó sẽ khác hoàn toàn, không phải là bánh chao. Đường á thì mình cần 30g và Diễm dùng đường nâu để giữ cho cái nhân nó mềm dẻo. Còn nếu mà mình không có, mình dùng đường cát trắng cũng được. Diễm có thêm ở đây là một muỗng cà phê bột ngũ vị hương, Diễm cân được 2g. Bột ngũ vị hương thì Diễm dùng hiệu này. Tiếp theo mình có một muỗng cà phê bột quế thì Diễm cân được gần 2g. Món bánh chao Hồng Kông á thì sẽ cho tỏi, nhưng mà Diễm không thích cái mùi tỏi, vì vậy Diễm có hỏi anh Hùng và anh Hùng nói mình cho bột quế cũng rất là thơm. Còn nếu mà mình thích cái mùi tỏi thì mình có thể cho 2 tép tỏi nha, mình băm nhuyễn ra. Mình có thêm 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu trắng, 5g rượu mai quế lộ. Rồi bây giờ mình dùng cái cây quết bột đó, mình sẽ tán cho chao nó nhuyễn ra, đồng thời nó sẽ đều với đường và những cái nguyên liệu khác, tạo thành một cái hỗn hợp nước sốt sệt như vậy. Để cho nhân bánh có cái độ mềm dẻo và không có bị khô á, thì mình cần 150g mỡ đường. Mỡ đường này thì Diễm tự làm và mình làm sẵn đó, mình cất vào trong tủ lạnh hay là tủ đông đá đều được. Cách làm mỡ đường thì Diễm có chia sẻ video rồi, Diễm để công thức ở phần miêu tả video nha. Nếu mà mình không có mỡ đường á, thì mình có thể thay bằng mứt bí, hoặc là mình có thể dùng 1 phần 2 mỡ đường và 1 phần 2 mứt bí cũng được luôn. Mình cần thêm ở đây là 100g thịt lạp hay là lạp xưởng đều được nha. Thịt lạp và lạp xưởng mình đều hấp cho chín, sau đó mình cắt hạt lựu như vậy. Thịt lạp thì mình hấp 20 phút, trong khi lạp xưởng thì mình hấp 15 phút là đủ. Những cái loại hạt mà mình cho vào trong nhân mình đều rang lên trước nha. Diễm có 25g mè và Diễm đã rang lên cho vàng. Tiếp theo là 25g hạt dưa, nhưng mà Diễm không có hạt dưa, vì vậy Diễm thay bằng hạt khoai hướng dương. 30g hạt bí xanh này nè, mình cũng rang lên cho vàng luôn. Và cuối cùng là 30g hạnh nhân, mình cũng rang vàng. Nếu mà mình không có hạnh nhân, mình có thể thay bằng đậu phộng nha. Đậu phộng mình cũng rang lên cho vàng luôn. Rồi bây giờ, mình trộn cho những cái nguyên liệu này nó đều với lại cái nước sốt. Và nó tơi ra hết, nó thấm đều như vậy thì khi mà mình chia cái nhân á, nó mới đều. Để tạo độ kết dính thì Diễm có 60g bột bánh dẻo. Diễm thấy là mình nên dùng bột bánh dẻo. Còn nếu mà mình không có bột bánh dẻo thì mình tự rang bột nếp, nhưng mà nó không có thơm ngon và nó dẻo bằng mình dùng bột bánh dẻo được. Bây giờ mình cũng trộn lên cho bột bánh dẻo nó áo đều hết cái phần nhân này. Cái phần nhân bánh này nó khác cái nhân thập cẩm bánh trung thu ở chỗ là mình sẽ chỉ làm cho nó kết dính thôi, chứ nông nó không phải thiệt là mềm dẻo. Vì vậy mình sẽ thêm vào đây khoảng một muỗng canh nước, mình trộn lên cho thiệt là đều. Và sau khi trộn đều rồi đó, mình sẽ bóp lại, mình thấy nó có cái độ kết dính là được, chứ không phải thiệt là mềm dẻo nha. Như vậy thì nó mới giữ cho cái vỏ bánh nó giòn và giòn được lâu. Đó, trộn đều Diễm bóp lại Diễm thấy như vậy nè. Nhưng mà cái nhân nó vẫn dẻo ngon, nó không hề bị khô nhờ phần mỡ đường đó. Mình lấy một cái màng bọc thực phẩm ha. Bây giờ mình sẽ chia nhân này ra làm 5 phần bằng nhau, thì mỗi phần là 100g. Mình cuộn lại như vậy để mình tạo thành một cái cây. Cây nhân á, nó có chiều dài 20cm. Để như vậy khi mà mình bọc cái bột rồi, mình chia cái bánh nó được đều và nó dễ. Đầu tiên á, thì mình cứ tạo hình này, mình túm lại cho cái nhân nó tạm thời nó kết dính thôi, chứ đừng có chặt quá ha. Sau đó mình mới mở ra, rồi mình cuốn nó lại. Mình chỉnh làm sao, mình lấy thước đo cũng được ha. Quan trọng là nó có chiều dài 20cm. Đó, rồi lúc này mình mới cuộn lại nè, cuộn chặt tay chút, cho cái nhân nó dính lại với nhau đó.
Rồi sau đó mình mới túm hai đầu lại và mình xe. Như vậy là xong. Mình bóp lại tí xíu cho cái nhân nó chắc nha. Mình làm sẵn 5 cái cây nhân như vậy luôn. Mình để sang một bên, sau đó mình mới đi trộn bột để mình nặn bánh. Lấy một cái thau ha, Diễm cho vào đây 40g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và mình múc ra khoảng 1 muỗng canh nước chao thì Diễm cân được 10g. 4g nước. Những cái nguyên liệu này mình cần chính xác chút ha, để cái vỏ bánh nó được chuẩn đó. Và một trong những nguyên liệu để giúp cho cái vỏ bánh nó giòn đó chính là mạch nha. Mình cần 80g. Thì mạch nha khi mà mình mua về nó ở trong cái hũ á, thì nó rất là đặc. Vì vậy á, mình sẽ cho vào trong lò vi sóng á, mình hâm nóng khoảng cỡ 45 giây để mạch nha nó mềm và nó chảy ra thì mình lấy được dễ dàng. Và Diễm lưu ý là khi mà mình cân á, mình nên cân trực tiếp vào trong cái thau nhồi bột luôn. Mình đừng cứ múc ra cân riêng như Diễm, tại vì cái lúc mà mình quớt xuống có thể nó có dính mạch nha ở trên cái đồ đựng á, thì nó không có chính xác được. Mình khuấy sơ cho mạch nha nó đều với nước chao. Rồi mình cân vào đây 150g bột bánh hay là bột mì số 8. Còn nếu mà không có thì mình dùng bột mì đa dụng cũng được. Để tạo độ xốp cho vỏ bánh và cái màu đẹp á, thì mình dùng 2g muối nở. Ngày xưa á, thì dùng bột khai ha. Bột khai sẽ giúp cho cái bánh nó giòn và giòn lâu hơn nữa. Nhưng mà mình dùng muối nở thì Diễm thấy cũng rất là ngon. Mình đeo bao tay vào và bây giờ mình trộn cho bột đều á. Đầu tiên thì mình cứ trộn giống như xoay thêm một chiều đi. Đó, rồi sau đó mình mới nhồi cho những cái bột khô nó kết dính lại với nhau. Và cái khối bột này Diễm lưu ý là tùy lúc mà mình hâm cái mạch nha nó đặc hay là nó loãng thì nó sẽ khô cứng hay là nó mềm ha. Cái bột này không phải như bột bánh trung thu, nó có cái độ dẻo nhưng mà nó chắc, nó cứng chứ không phải thiệt là mềm. Đó, lúc mà mình cầm lên á, mình bóp lại, do có dầu á, thì nó sẽ thơm dầu ra và cái bột nó mướt. Nhưng mà cái khối bột nó sẽ dẻo, nó dai, cái kiểu nó chắc nha, như vậy mới đạt. Nếu mà khi nhồi bột mình thấy khối bột nó khô cứng quá thì mình có thể cho thêm mạch nha và nước chao. Nhưng mà Diễm lưu ý là mình đừng có trộn cái bột nó mềm quá. Và thêm một kinh nghiệm là lúc mà Diễm nhồi cho lần thứ hai thì Diễm dùng cái thau nhựa này, Diễm thấy dễ nhồi hơn rất là nhiều, nó không có bị dính. Vì vậy mình nên dùng thau nhựa để mình nhồi ha. Mình cho bột vào trong cái màng bọc thực phẩm và mình bọc kín lại. Mình để cho bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút thì mình sẽ tạo hình. Mình lấy bột ra và cái miếng bột này mình sẽ chia ra làm 5 phần bằng nhau. Thì mỗi phần bột nó khoảng từ 57 cho tới 58 gram. Đó, mình chia ra thành như vậy để mình xe nó được dễ dàng hơn. Mình sẽ xe cái miếng bột này cho nó có chiều dài là 15cm nha. Mình nên đo đi như vậy khi mà mình bọc cái nhân nó sẽ dễ dàng, nó vừa vặn. Sau đó mình sẽ ấn cái miếng bột cho nó dẹp, làm sao cho cái chiều dài bây giờ nó sẽ là 20cm hoặc là khoảng 20cm. Rồi mình dùng cái cán bột đó, mình cán cái miếng bột ra cho nó mỏng thành một cái hình chữ nhật. Có cái cạnh dài là 20cm và cái cạnh ngắn hơn thì khoảng từ 8 cho tới 10cm. Ở ngoài rìa thì mình cán mỏng chút ha, mình chỉnh làm sao cho nó buông, nó có cái hình chữ nhật thì khi mà mình bọc cái nhân vô á, nó đều, nó đẹp hơn. Đó rồi nhân nè, mình sẽ bỏ cái màng bọc thực phẩm đi nha. Rồi mình cuộn lại thôi. Nếu mà mình làm sẵn sàng như vậy, theo từng bước thì lúc mà mình tạo hình rất là dễ dàng. Mình sẽ lật cái mí bánh xuống ha. Rồi bây giờ mình ấn cho nó dẹp. Thì cái độ dày của nó khoảng 1 cho tới 1,5cm là được. Mình lấy cái bàn tay mình á, mình giữ lại như vậy để mình ấn nó không có bị dài ra quá. Thì nó giữ cái nhân ở trong bột. Và mình chia miếng bột này ra làm 4 phần bằng nhau. Mình chia làm đôi nè ha. Sau đó mình tiếp tục mình chia làm đôi nữa. Thì lúc mà Diễm quay cái video này lúc đầu đó, thì Diễm làm cái miếng bột này á, chiều dài 15cm thôi. Và Diễm chia ra làm 3 phần bằng nhau. Thì lúc làm ra đưa cho anh Hùng xem thì anh nói cái bánh này nó dày quá đi, nó không có giống như lại cái bánh chao Hồng Kông. Vì vậy Diễm phải quay phim một lần nữa để mình làm sao cho cái bánh nó thiệt là giống. Đó, mình túm hai đầu lại ha, rồi mình chỉnh lại thôi.
Vậy là mình xong. Đây là 20 cái bánh mà Diễm đã tạo hình. Như Diễm nói hồi nãy đó, lúc mà quay phim lần đầu tiên đó, cái này là 15 cm chiều dài và Diễm chia cái bánh nó ra làm 3 phần bằng nhau. Đó, mình cầm lên thì mình cũng túm hai cái đầu bánh lại. Nếu mà mình tạo hình to như vậy á, thì mình sẽ làm được 15 cái và Diễm ăn, Diễm thấy cũng rất là ngon. Cái vỏ bánh nó dày hơn chút nhưng mà nhân nó nhiều. Để phết bánh á, thì mình cần một cái trứng gà. Mình lấy luôn lòng trắng và lòng đỏ nha. Mình sẽ đánh tan cho lòng đỏ, lòng trắng nó hòa đều với nhau. Rồi mình phết lên bánh thôi. Một cái lớp mỏng, rất là đơn giản. Mình làm nóng cái lò nướng trước nha. Khi mà lò nướng nóng đủ rồi á, thì mình mới mang bánh mình đi nướng. Và Diễm đặt bánh ở rãnh giữa của lò. Mình sẽ bật hai lửa trên và dưới, không có bật quạt. Và mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian từ 15 cho tới 20 phút. Nếu mà mình làm 15 bánh to như vậy á, thì Diễm thấy mình nướng 20 phút. Trong khi nếu mà mình làm 20 bánh và mình ấn dẹp á, thì mình nướng khoảng 15 tới 17 phút. Cái dĩ bánh này á, là 15 bánh á, thì Diễm nướng 20 phút nè. Trong khi cái dĩ bánh mà 20 bánh á, thì Diễm nướng 17 phút. Mình cần nướng cho bánh nó vàng và cái vỏ bánh nó chín kỹ thì nó sẽ giữ giòn được rất là lâu. Bánh á, thì mình để nguội trên rắc. Và khi bánh nguội rồi á, thì mình bọc bánh kín lại, như vậy mới giữ được cái độ giòn nha. Để Diễm quay gần cái bánh to cho mình xem. Mình nướng đủ thì bánh vàng nè, lên màu đẹp, nhưng mà cái phần đế không hề bị cháy, như vậy mới chuẩn nha. Còn đây là bánh nhỏ hơn. Bánh nhỏ hơn á, thì mình ăn á, Diễm thấy nó dễ dàng, tại vì nó không có bị quá to, mình cắn một miếng rất là vừa. Nhưng mà cái vỏ mỏng á, thì Diễm thấy nó lại mau mềm hơn là cái vỏ dày. Đó, cầm gần hai cái bánh cho mình xem. Cái này thì tùy mình chọn ha. Một công thức này á, thì mình làm được từ 15 cho tới 20 bánh. 20 bánh là bánh nhỏ, trong khi 15 bánh á, thì bánh to hơn. Bánh đạt á, là khi mà mình ăn thì cái vỏ nó sẽ giòn là giòn tan luôn. Phần nhân á, vừa dẻo vừa thơm, không hề bị khô cứng nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh chao Hồng Kông. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.